những đúc kết nổi tiếng sau sẽ khiến bạn phải thức tỉnh và suy ngẫm sâu sắc hơn về cuộc đời mình. Ai cũng đều là thiên tài, nhưng nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng trèo cây, nó sẽ sống cả đời với niềm tin rằng nó thật ngu ngốc. Một cuộc đời với những sai lầm không chỉ đáng trân trọng hơn mà còn hữu ích hơn cả một cuộc đời không làm gì cả. Chúng ta thường nghĩ rằng nghèo đói chỉ là đói khát, trần trụi và vô gia cư. Nhưng nghèo đói lớn nhất lại là không có ước mơ, không được yêu thương và không được chăm sóc. Yêu là một động từ và cảm giác yêu thương xuất phát từ những hành động yêu thương. Cuộc sống thực sự rất đơn giản, nhưng chúng ta thường cố làm cho nó trở nên phức tạp. Nếu bạn không thích một cái gì đó, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi nó, hãy thay đổi cách bạn nghĩ về nó. Khi tìm kiếm hạnh phúc cho người khác, bạn sẽ tìm thấy nó trong chính mình. Ngày hôm qua là lịch sử, ngày mai là một điều bí ẩn, hôm nay chính là một món quà. Đó chính là lý do vì sao chúng ta gọi nó là hiện tại. Cuộc sống không bao giờ bị làm khó bởi hoàn cảnh, mà chỉ do thiếu ý nghĩa và mục đích sống. Nếu bạn muốn hạnh phúc một giờ, hãy chợp mắt một chút. Nếu bạn muốn hạnh phúc một ngày, hãy đi câu cá. Nếu bạn muốn hạnh phúc một năm, thừa hưởng một gia tài. Nếu bạn muốn hạnh phúc trọn đời, hãy giúp đỡ người khác. Một khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ được mở ra. Nhưng thường thì chúng ta sẽ nhìn rất lâu vào cánh cửa đã đóng kín mà không thấy được cánh cửa nào đã mở cho chúng ta. Hầu hết mọi người không lắng nghe với mục đích để hiểu, họ lắng nghe với ý định trả lời. Cách duy nhất để chúng ta sống là phát triển. Cách duy nhất để chúng ta có thể phát triển là thay đổi. Cách duy nhất để chúng ta thay đổi là học hỏi. Cách duy nhất để chúng ta học là tiếp xúc. Và cách duy nhất mà chúng ta có thể tiếp xúc là ném mình vào thế giới. Thời gian trôi qua quá chậm với những ai đang chờ đợi, quá nhanh với những ai đang sợ hãi, quá dài với những ai đang phiền muộn, quá ngắn với những ai đang hân hoan. Nhưng với những người đang yêu, thời gian là vĩnh cửu.